Rồi, hello anh em nha. Lên cho anh em cục máy nha. CD90 Bentley, đời cao, đời IC nha anh em. Máy này tình trạng là máy nguyên zin. À, rã xe Honda xa băng nước ngoài về, chưa sử dụng tại Việt Nam. Máy nguyên zin, đầu nồi chưa rớt. Mà bao với anh em là máy sống còn nổ ngon luôn nha anh em. Thì cái máy này mình bán cho anh em giá là 5.9 triệu. Máy này máy mình ghi là CD90 mã B, bao gồm máy, nắp cá như hình. Chỉ như hình nha anh em, ngoài ra không có gì thêm. Máy đẹp. Đó. Quay một vòng cái rồi mình quay cho anh em ha. Đó, cục máy siêu đẹp luôn. Đây, nắp cá nha. Nắp cá. Mở luôn cho anh em coi bộ lửa. Máy 90 nha anh em, đó là lửa 6 cục. À, cửa dài, FT gần. Không nước bể nha. Cốt nhân tải nè. Siêu đẹp. Cái bộ qua lăng mâm lửa thì cũng như mới luôn nha anh em. Đó, qua lăng mâm lửa như mới. Đây. Đầu lòng nha, zin 100% ha. Không có gì hết nha anh em. Anh em xài alo mình nha. Đây. Càng alo em nha. Cục này là 5.9 triệu nha anh em.